Tôi đã từng tin rằng hôn nhân là bến đỗ của hạnh phúc và an yên. Nhưng cuộc sống bên cạnh Trung, người chồng gia trưởng đã khiến niềm tin đó bị lung lay. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách mới khi tôi phải sống trong sự kiểm soát chặt chẽ của anh. Những quyết định từ nhỏ nhặt đến quan trọng đều phải thông qua sự đồng ý của anh và mọi ý kiến cá nhân của tôi dường như trở nên vô nghĩa. Cuộc sống cùng người chồng gia trưởng khiến tôi cảm thấy mình như bị kìm kẹp trong một chiếc lồng vô hình, nơi mọi hành động suy nghĩ đều bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiệt ngã và lề lối cổ hủ. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là số phận mà mình đã chọn hay chỉ là một chặng đường mà tôi phải vượt qua để tìm lại chính mình. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ cho tôi lời khuyên phù hợp với cuộc sống hôn nhân của mình. Làm gì cũng phải có ích, đừng ngồi không ăn bám. Đó là lời nặng nề từ miệng người đàn ông mà tôi đã chọn gắn bó cả đời. Khi mẹ chồng đề nghị chúng tôi ra vườn vải phụ giúp, Trung lập tức buông lời đầy khinh rẻ với giọng hằn học. Mặc dù tôi đang mang thai ở tháng thứ 8, nhưng vì không có công việc, tôi bị Trung coi thường rằng tôi ở nhà ăn bám anh. Anh nói rằng tôi phải ra đồng phụ giúp bố mẹ chồng vì không kiếm ra tiền, còn anh thì không phải động tay vào bất cứ việc gì vì anh chính là người kiếm tiền chính của gia đình. Cuộc sống buồn tủi của tôi bắt đầu từ ngày tôi lấy chồng. Tôi tên là Thương, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non. Vì lỡ có bầu, tôi chưa kịp xin việc và dự định sinh con rồi mới tính tiếp. Tôi yêu Trung được 2 năm thì cưới, anh hơn tôi 3 tuổi. Trung là anh trai của Xuân, bạn học cùng lớp với tôi. Vì thân với Xuân, cuối tuần nào tôi cũng về quê chơi và dần phải lòng anh trai cô ấy. Ở quê, nhà Xuân là một nhà khá giả với điều kiện kinh tế mà ai cũng phải nể. Trong những đợt về nhà Xuân chơi, Xuân luôn là cầu nối vun đắp tình cảm giữa tôi và Trung. Trung làm quản lý trong một công ty nước ngoài, lương gần 40 triệu đồng một tháng, một con số đáng nể ở quê mà ai cũng phải mơ ước. Khi tôi phát hiện mình có bầu, chúng tôi quyết định kết hôn ngay sau khi tôi tốt nghiệp. Bố mẹ chồng hứa, sau khi tôi sinh xong, sẽ xin cho tôi dạy ở trường mầm non gần nhà. Thế là tôi ở nhà, trong khi Liên đi làm trước. Bố mẹ tôi đã xin cho cô ấy dạy học ở gần nhà tôi. Ban đầu tôi nghĩ bố mẹ chồng thật tốt, nhưng sống lâu mới biết lòng người. Gia đình chồng tôi khá giả và vừa xây nhà khang trang để có được điều đó. Bố mẹ chồng đã lao động vất vả. Ngày nào họ cũng ra đồng từ sáng sớm đến trưa rồi lại làm tiếp đến tối mịt. Dù không phải là ra đồng làm việc, tôi đảm nhận việc chợ búa, nấu nướng và dọn dẹp. Nhiều khi thấy bố mẹ chồng vất vả, tôi muốn giúp nhưng tôi không thể vì nghén nặng và mệt mỏi. Điều khiến tôi chán nản và tủi thân không phải từ bố mẹ chồng mà từ chính người chồng của mình. Số tiền chợ mà Trung đưa cho tôi quá ít, chỉ có 4 triệu một tháng mà cho cả nhà 5 người lớn và một đàn chó. Chồng tôi lương 40 triệu nhưng chỉ đưa cho tôi có 4 triệu để chi tiêu trong một tháng. Khi tôi xin tiền thêm thì anh trách móc tôi là chi tiêu không hợp lý. Sao em đi chợ cái kiểu gì mà 3 tuần đã hết 4 triệu? Em phải tính toán hợp lý chứ. Tôi giải thích. Thì bây giờ giá cả đắt đỏ, em đã chắt chiu lắm rồi mới đủ cho 3 tuần đấy. Nhưng Trung vẫn không ngừng trách móc. Từ đó mỗi ngày chỉ đưa tôi 200 ngàn để chi tiêu. Tôi không có tiền mua nữa những thứ nhỏ nhặt cho bản thân. Từ tiền mừng cưới, Trung giữ hết. Nói là để khi nào cần thì sẽ đưa, nhưng bây giờ thì anh quên hẳn. Sữa bầu tôi uống là do mẹ đẻ cho. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ tôi chơi, tôi lại xin thêm. Tôi cảm thấy xấu hổ, chồng lương cao mà vợ lại không có một xu trong người. Có lần tôi than thở với mẹ chồng rằng Trung quá keo kiệt, thì bà lại bênh vực anh và gắt mắng tôi. Nó tiết kiệm là để dành cho tương lai của gia đình, chứ đâu phải để hoang phí. Con không nên trách nó, mà nên học cách chi tiêu hợp lý thì hơn đấy. Nghe vậy tôi chỉ biết im lặng và chờ đến ngày sinh con. Tôi dự định sẽ gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để có thể đi làm. Mỗi sáng tôi nhận từ Trung 200 ngàn để đi chợ, nhưng số tiền đó không đủ, tôi phải bù thêm tiền của mình. Một lần tôi muốn mua một chiếc váy bầu cho thoải mái, nhưng Trung nói: chiếc váy đó đắt quá,
Ở chợ chỉ khoảng 70.000 thôi, mà ở quán những 250.000, không đáng để mua. Khi tôi xin tiền để mua đồ sơ sinh cho con thì Trung nói: không cần mua đồ mới, bảo mẹ xin đồ cũ về là dùng được, không nên lãng phí. Ngày chủ nhật, khi mẹ chồng chờ Trung ra đồng bê thùng táo, anh thản nhiên đáp: ai không làm ra tiền thì đi mà làm. Sau đó anh lên giường nằm gác chân xem điện thoại. Lời nói của anh rõ ràng nhắm vào tôi, khiến tôi tủi thân vô cùng. Nước mắt cứ tuôn ra, tôi tự hỏi liệu mình đã chọn sai người chồng rồi chăng? Trung có thể keo kiệt với tôi nhưng lại hào phóng với người ngoài. Ở công ty anh luôn được khen là người ga lăng, sẵn sàng mời đồng nghiệp đi ăn uống. Nhưng ở nhà anh tính toán từng đồng với vợ. Những ngày tháng nặng nề cuối cùng cũng qua đi. Tôi sinh con gái đầu lòng. Bố mẹ chồng bận rộn nên chỉ có mẹ đẻ đón hai mẹ con tôi về chăm sóc trong tháng đầu tiên. Trung chỉ về thăm mẹ con tôi đúng một lần. Đến tháng thứ hai, mẹ chồng giục Trung lên đón chúng tôi về, nhưng anh nói: cứ để mẹ con cô ấy ở đó thêm một tháng nữa, ở nhà không có ai trông nom. Cuối cùng sau 3 tháng, Trung mới lên thành phố đón tôi về. Dù đã xa cách 3 tháng, nhưng Trung vẫn rửng rưng với mẹ con tôi. Tôi bận bịu với con cái và việc nhà, không còn thời gian để ý đến chồng nữa. Còn nhỏ, tôi bắt đầu tắt mặt tối với đủ thứ việc. Còn Trung về nhà chỉ nằm chơi game, không bận tâm gì đến con. Chỉ khi quá bận rộn, anh mới bế con vài phút rồi lại trả lại cho tôi ngay. Mọi việc từ cơm nước, quét dọn, giặt giũ, trông con đều do tôi đảm nhiệm. Bố mẹ chồng bận rộn với công việc ngoài đồng, còn Liên thì vô tư, sau giờ làm không giúp được gì cho tôi. Vấn đề tiền bạc luôn là nỗi nhức nhối của vợ chồng tôi. Dù đã có thêm một đứa con, tiền sữa, tiền bỉm, tiền vitamin tăng đều lên, nhưng mỗi ngày Trung vẫn chỉ đưa tôi có 200.000, không hơn không kém. Ông bà ngoại lại phải tốn thêm một khoản để nuôi cháu. Tuần nào tôi cũng phải lên nhà mẹ đẻ vơ vét từng thứ nhỏ nhặt, từ quả trứng, gói mì, chai dầu ăn, nước mắm, thậm chí cả vài chục cân gạo. Nhà chồng khá giả nhưng tôi vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn. Liên thấy tôi mang đồ về nhà nhiều lần nên nói với mẹ chồng: bà thêm vào 1.000.000 mỗi tháng để đỡ phần nào cho tôi. Bố mẹ tôi không đến nỗi tệ, chỉ là ông bà quá bận rộn với công việc. Họ khỏe mạnh nên mới làm được nhiều việc như vậy, chứ để vợ chồng tôi thì không thể nổi. Điều khiến tôi buồn nhất là Trung không hề phụ giúp tôi dù chỉ một việc nhỏ. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Sau những đêm thức trông con ốm, một mình bế con, trong khi Trung ngủ ngon lành, tôi thật sự mệt mỏi và muốn bỏ chồng. Lấy chồng, ai cũng mong được chồng quan tâm, san sẻ việc nhà và tôn trọng. Nhưng Trung không chỉ vô tâm, ích kỷ, keo kiệt mà còn không biết tôn trọng vợ mình. Sau một tháng suy nghĩ, tôi quyết định bỏ chồng và đưa con gái về nhà ngoại. Tôi sẽ tự lo cho con mà không cần đến bố nó. Bạn thân tôi, Thảo, hỏi: thế cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi trả lời: sau một năm sống như người giúp việc ở trong nhà chồng, tôi muốn được như những người vợ khác, người mẹ khác. Tôi là vợ, không phải là giúp việc của chồng, và tôi cũng có lòng tự trọng mà. Khi tôi báo cho bố mẹ về việc ly hôn, họ gật đầu đồng ý. Mẹ tôi nói: nếu con không cảm thấy hạnh phúc thì cứ về đây với bố mẹ. Hai mẹ con về đây, bố mẹ sẽ trông cháu, để cho con đi làm, con không phải suy nghĩ về chuyện ăn bám nữa. Lời nói của bố mẹ khiến tôi quyết tâm hơn. Chiều hôm đó tôi viết đơn ly hôn, sau đó thu dọn quần áo vào vali. Nhìn mình trong gương, tôi thấy một người phụ nữ xa lạ, bơ phờ, mệt mỏi. Mới một năm thôi mà tôi đã xuống sắc như vậy rồi sao? Đã đến lúc tôi phải thay đổi cuộc đời của mình. Tôi gọi cho bố mẹ chồng xin phép đưa con về nhà ông bà ngoại chơi. Họ không nghi ngờ gì và đồng ý ngay. Tôi bế con và xách vali ra khỏi nhà chồng, gọi taxi đi thẳng về nhà ngoại. Ôm đứa con gái gần 4 tháng tuổi, tôi cảm thấy buồn nhưng tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi nhất định sẽ lo cho con một cuộc sống tốt hơn. Hôm đó, 10 giờ tối, Trung mới đi về nhà. Hôm nay anh về muộn vì đi uống bia với đồng nghiệp. Bếp vẫn lạnh tanh, không thấy ai ở nhà, Trung lẩm bẩm: không biết cô ấy bế con đi đâu mà giờ này còn chưa về,
cơm nước thì chẳng thế đâu. Đàn bà con gái gì mà cứ chậm chạp thôi. Trung nằm dài ra ghế, lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Thấy Trung gọi, tôi nhất định không nghe, nhưng cần thông báo về chuyện ly hôn. Tôi vừa nhấc máy thì Trung gọi với giọng khó chịu. Alo, sao không về cơm nước? Giờ là mấy giờ rồi hả? Định để cả nhà chết đói đấy à? Đơn ly hôn em để trên phòng, anh xem đi. Trung bật cười, không tin vì gần đây chúng tôi không hề cãi nhau. Anh nói, em đùa đấy à? Nếu ly hôn thật thì nói rõ ràng, đừng đùa cái kiểu đó. Tôi không rảnh để đùa với anh, lên phòng đi rồi sẽ biết. Trung chạy vội lên phòng, thấy tờ đơn ly hôn trên bàn, anh cầm lên đọc và nhếch mép cười. Muốn ly hôn đấy à? Được thôi, tôi đồng ý, chờ ngày ra tòa đi. Được rồi, từ giờ tôi nuôi con, anh không cần phải bận tâm nữa. Tôi nói chưa dứt câu thì Trung đã tắt máy. Tôi thở dài, người đàn ông như Trung thật tệ bạc. Bố mẹ chồng và Xuân biết chuyện làm ầm lên. Mẹ chồng gọi điện hỏi có phải tôi muốn ly hôn không, rồi bà gào lên chửi Trung xối xả. Bố chồng thì thương cháu, bắt Trung phải lên xin lỗi và đón mẹ con tôi về. Xuân thì im lặng không nói gì. Trung bị chửi nhiều quá, bực mình bỏ ra ngoài. Xuân mới gọi bố mẹ ra bàn bạc. Bà Huế là mẹ chồng tôi, bực bội nói, sao tự dưng cái thương nó lại đòi ly hôn? Thằng Trung làm gì quá đáng à? Xuân thở dài, nhiều chuyện lắm mẹ ạ. Chị thương quá mệt mỏi rồi nên mới vậy. Lấy chồng mà có được nhờ cái gì đâu, việc gì cũng đến tay chị ấy. Lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng chứ, bố mẹ bận không giúp được, nhưng sau này tiền của bố mẹ cũng để cho vợ chồng nhà nó cơ mà. Xuân phản bác, mẹ thử nghĩ xem, mỗi sáng chồng đưa cho mẹ 100.000 để đi chợ, liệu có đủ không? Có ai lấy chồng mà phải đi về nhà mẹ đẻ vơ vét từng thứ nhỏ nhất để mang về nhà chồng không? Bà Huế gãi đầu, mẹ không nghĩ là nó tiết kiệm như vậy ấy, vợ chồng cứ từ từ mà bảo nhau, đâu cần phải ly hôn. Xuân bĩu môi, anh ấy tính toán với vợ con từng đồng ấy, nhưng hào phóng với bạn bè công ty. Tháng nào chồng mời bạn bè đi ăn uống hết cả chục triệu, mà ở nhà thì lại tính toán từng đồng bạc lẻ, ai mà chịu nổi chứ. Bà Huế bênh vực con trai, thằng Trung nó tiết kiệm là lo cho tương lai, không hoang phí. Mẹ không tin nó ra ngoài lãng phí đâu. Xuân gắt lên, không bao giờ có chuyện đó đâu mẹ. Anh Trung ấy, nhà mình ở nhà thì keo kiệt, vô tâm và thiếu tôn trọng vợ, bỏ là đúng. Bà Huế nhăn nhó, thế chẳng lẽ lấy chồng tiết kiệm là ly hôn à? Đàn ông hoang phí mới sợ, tiết kiệm là lo cho tương lai đấy. Xuân nói tiếp, lão Trung ấy chưa mua cho con một hộp sữa nào, giấy ướt lau đít còn không mua. Mẹ đừng có nói tiết kiệm, phải nói là keo kiệt ấy. Không những keo kiệt, lão còn lười ấy. Con ốm, vợ bế, lão thì nằm chơi game. Chị thương bỏ là đúng, mẹ đừng có bênh con trai mẹ nữa. Bà Huế thở dài, thế bây giờ phải làm sao? Con bảo cái thương về đây, mỗi tháng mẹ phụ nó thêm 3 triệu. Bố mẹ bận nhiều việc, không giúp trông con được. Xuân liền bày cách, con có cách rồi, mẹ muốn đón con dâu về đúng không? Bà Huế gật đầu, đúng, mẹ không muốn chúng nó ly hôn đâu. Bố mẹ ly hôn chỉ tội đứa con thôi. Có cách, nhưng bố mẹ phải hợp tác với con thì mới thành công cơ. Bà Huế hỏi lại Xuân, cách gì thế? Mình á, phải làm cho lão Trung nhận ra giá trị của chị thương. Khi không có chị ấy, lão phải khổ sở thì mới biết trân trọng. Thế liệu có ổn không? Ổn chứ, mẹ cứ tin và làm theo lời con đi. Xuân bày cách cho mẹ chị anh trai. Bà Huế nghe thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý. Một tuần đầu tiên ở nhà ngoại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ông bà ngoại trông con giúp nên tôi có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí cảm giác như mình không còn bận con mọn nữa. Bố tôi là giáo viên về hưu, rảnh rỗi nên suốt ngày bế cháu. Mẹ tôi cũng vậy, bà lo cơm nước dọn dẹp giúp tôi. Ông bà còn khuyến khích tôi đi tìm việc để làm cho cuộc sống ổn định hơn. Nhưng tâm trạng của tôi vẫn còn nặng nề vì chuyện hôn nhân nên quyết định tạm nghỉ ngơi một thời gian. Trong khi đó, Trung về nhà sau giờ làm việc, cảm giác như lạc vào một nơi xa lạ. Tủ lạnh trống trơn, ngoài mớ rau héo quắt thì không còn gì ăn. Anh đi qua phòng khách
thấy Xuân đang nằm xem điện thoại liền quát. Sao mày không nấu cơm? Xuân cười nhạt. Bố mẹ ăn ngoài láng rồi, mẹ bảo anh hai tự lo đi, em chỉ ăn mì gói thôi, anh muốn ăn cái gì thì tự đi mà lo. Trung bực bội. Mì gói thì sao mà sống nổi đây hả? Xuân thở dài. Anh thử dậy sớm đi chợ rồi tự nấu mà xem, để hiểu chị Thương đã chi tiêu 200.000 của anh như thế nào. Trung sầm mặt không nói gì, đi xuống bếp rồi hỏi. Thế mì gói đâu? Xuân lờ đãng. À, em quên mất, em vừa ăn hết rồi, anh đi ra quán mà mua đi. Trung thở dài ngao ngán, bèn luộc 5 quả trứng gà, ngồi ăn trứng chấm gia vị. Đang ăn, Xuân đi qua vỗ vai, làm Trung giật mình, nghẹn ứ. Xuân vội rót nước cho anh trai rồi xin lỗi. Em xin lỗi, em làm anh giận mình à? Trung nuốt mãi mới trôi, ngồi thở. Không sao, bố mẹ ở ngoài láng thật đấy à? Xuân gật đầu. Vâng, mẹ kể dạo này có trộm ở vườn cam, bố mẹ ở đó còn trông cam luôn. Trung lặng lẽ lên phòng, tắm rửa, rồi nằm trên giường. Tự dưng anh thấy nhớ vợ nhớ con. Trung cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, không dám gọi cho vợ. Một mình nằm trong căn phòng rộng, anh thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Trước đây anh có thể chơi game cả đêm, nhưng giờ lại không còn hứng thú nữa. Vật vã mãi, trời cũng sáng, Trung lững thững đi xuống nhà gọi. Xuân ơi! Không thấy em gái đâu, Trung mới nhớ Xuân nói đi dạy thêm và ngủ bên nhà bạn. Anh thở dài, rót nước lọc, nhưng nước cũng hết. Đói và khát, Trung mệt mỏi thay quần áo rồi đi làm. Đến gần cổng công ty, anh dừng lại mua bánh mì kẹp thịt và sữa tươi. Anh bạn ngồi bên cạnh rồi treo. Này, mấy hôm nay cãi nhau với vợ à? Trung gượng cười. Đâu có, tôi muốn ra ngoài ăn cho thoải mái. Mà thoải mái thật đấy, ăn gì cũng được. Ông bạn lắc đầu. Thoải mái, mà mặt mày nhăn nhó vậy á? Thôi, về làm lành với vợ đi. Ăn mấy cái thứ linh tinh này á, khéo bị Tào Tháo đuổi đấy. Trung im lặng không nói gì, cố nhai hết cái bánh và uống sữa. Nhưng đúng là ông bạn nói không sai. Một tiếng sau, bụng của Trung bắt đầu đau. Anh chạy vào nhà vệ sinh, đi liên tục, mặt tái xanh. Anh bạn buồn cười lắm nhưng không dám cười, sợ bị Trung chửi. Trung quay lại lừ mắt rồi nói. Ông nói, không sai một chút nào, tôi thấy mệt quá. Chắc là sữa nó hết hạn rồi. Thôi về nhà nghỉ đi, mai làm tiếp. Trung lắc đầu. Nhà tôi giờ vắng như chùa Bà Đanh ấy, về cũng chán. Sao lại vắng? Thế vợ con đâu? Trung lỡ lời, vội lảng sang chuyện khác. Chiều về nhà vẫn vắng vẻ, anh mở tủ lạnh, vẫn chỉ thấy mớ rau héo. Trung buồn bã nhớ lại những ngày vui vẻ khi có vợ. Mỗi khi anh về, Thương luôn hỏi han, lo lắng. Bây giờ không còn ai quan tâm nữa. Trung ngồi thở dài, thì Xuân về. Thấy anh ngồi một mình, nhà cửa tối om, Xuân gắt. Anh về sớm mà không bật đèn lên à? Nhà chỉ có hai anh em, tối om om, em sợ lắm. Không khéo, mai em chuyển qua nhà bạn em ở luôn đấy. Trung thở dài. Xuân, đi nấu cơm đi. Xuân đáp. Anh đi chợ mua thức ăn chưa? Trung ngập ngừng. Chưa. Xuân lắc đầu. Không đi chợ thì nấu bằng niềm tin à? Thôi, để em đi ra ngoài xem có phở không, em mua cho. Nhanh lên, không tao đói lắm rồi đấy. Xuân lượn một vòng nghĩ bụng, phải để cho lão đói meo bụng mới được. Xuân đi mua sắm rồi mới về đi mua phở. Trung ngồi đợi mệt mỏi, không buồn đứng dậy đi tắm, anh lẩm bẩm. Còn em gái chết tiệt này, mày đâu rồi hả? Xuân về rồi nói. Đây, em để cho ra bát anh ăn luôn nhá. Mày đi tận Hà Nội mua phở đấy à? Mấy quán gần đây đóng cửa, em phải lên Tiết Huyện mua đấy. Lần sau anh tự mua mà ăn, em không rảnh nữa đâu. Trung vốn ghét ăn ngoài nhưng đành chịu. Vừa ăn Trung vừa ngậm ngùi, tự dưng khóe mắt cay cay. Xuân biết anh buồn nhưng vẫn giả vờ. Anh sao thế? Cảm động vì được em gái mua phở cho đấy à? Trung im lặng không nói. Xuân thở dài. Em nhớ chị Thương với con Nhím quá. Ngày trước đi làm về là có cơm ngon canh ngọt. Giờ thì... Trung càng buồn hơn, mặc dù đang đói nhưng không nuốt nổi. Xuân hỏi. Anh trả lời thật nhá, mẹ con chị ấy đi rồi, anh có buồn không? Trung gật đầu. Có, anh nhớ vợ lắm. Xuân hỏi. Thế anh có ân hận không?
Trung im lặng. Xuân nói tiếp: Nếu anh còn yêu mẹ con chị ấy thì phải biết mình sai ở đâu. Không có một người nào tốt với anh như chị ấy đâu. Xuân nói một hồi, Trung vẫn ngồi im không nói. Xuân đứng dậy về phòng, để lại Trung vẫn ngồi thẫn thờ. Anh bắt đầu ân hận vì đã không biết trân trọng vợ khi còn ở bên cạnh. Buổi sáng, Xuân dậy và đi xuống nhà, thấy Trung ngồi ở phòng khách từ bao giờ. Thấy em gái, anh liền hỏi: Xuân, ra đây anh nhờ một chút. Anh cần gì? Anh muốn đón chị Thương và con về, em giúp anh có được không? Xuân ngạc nhiên nhìn anh trai rồi hỏi: Anh chắc chứ? Em có thể giúp, nhưng mà anh phải thay đổi thực sự, đừng có nói suông. Trung gật đầu: Anh thay đổi được mà, thời gian sẽ chứng minh, em giúp anh nhé. Xuân lắc đầu: Em sợ lời hứa dễ nói nhưng khó thực hiện ấy, để em xem đã. Tuần thứ hai ở nhà ngoại, mọi thứ vẫn bình yên nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Mọi người nói tôi quyết định là đúng, rằng tôi xứng đáng được hạnh phúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Thật lòng tôi vẫn còn thương Trung, vẫn muốn con gái có đủ cha mẹ. Ngày hôm sau, Trung bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi. Anh xách theo hai túi đồ và một hộp sữa bột. Anh nhẹ nhàng rồi nói: Anh đến thăm con. Tôi thở dài: Được rồi, nhanh rồi về đi. Trung gật đầu nhưng không về mà ở lại. Anh lén lút nhìn tôi khi tôi nấu cơm, khiến cho tôi bực mình. Nhìn cái gì mà nhìn, sao anh không về đi, định ở đây ám tôi đấy hả? Trung buồn bã: Cho anh ở lại với em và con có được không? Tôi hoang mang không biết anh nghĩ cái gì, nhưng anh không chịu về dù tôi đuổi mãi. Mẹ tôi thấy Trung có vẻ ân hận thì mềm lòng cho phép anh ở lại. Bà muốn con gái có một gia đình trọn vẹn. Trong bữa cơm, Trung ăn như thể lâu ngày chưa được ăn, nhìn mà buồn cười. Mẹ tôi nhắc nhở: Con, ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy. Trung vừa ăn vừa nói: Cơm ngon quá mẹ ạ, lâu lắm rồi con chưa được ăn bữa cơm ngon như thế này ấy. Cơm Thương nấu lúc nào cũng là nhất. Tôi động lòng, mẹ ngạc nhiên rồi hỏi: Thế bấy lâu nay không ai nấu cơm cho con à? Không mẹ ạ. Thế cái Xuân nó đâu? Ôi trời, cái Xuân á, nó lười lắm. Từ khi Thương đi, Xuân chỉ có ăn mì gói thôi, còn thèm cơm vợ nấu kinh khủng luôn ấy. Mẹ tôi thở dài: Thế mà con còn không biết tôn trọng nó. Trung vội nói: Mẹ ơi, con sai rồi, nếu có thể quay trở lại, con sẽ không như vậy đâu nữa ạ. Con thề đấy. Từ hôm đó, ban ngày Trung đi làm, tối lại chạy xe máy lên nhà tôi cách 50 cây số. Anh chạy đi chạy về như thế cả tháng trời. Dần dần tôi cũng thấy thương anh. Mọi người cũng tác động, cả Xuân và bố mẹ chồng cũng muốn chúng tôi quay lại. Sau hơn một tháng thử thách, tôi đồng ý cho anh một cơ hội. Trước khi bế con về, tôi nói rõ: Nếu anh vẫn đối xử với em như trước, em sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Lần này không ai ngăn được em bế con đi đâu. Trung gật đầu, hứa hẹn nhiều. Khi mẹ con tôi về, mẹ chồng tôi mừng lắm, giấm dúi tiền cho tôi. Nhưng tôi không cầm nhiều. Mỗi tháng tôi chỉ cầm 1 triệu tiền ăn, vì ông bà đi làm suốt ngày. Bà mua sữa cho con nhím, tôi nhận. Bà lo tôi lại bế con đi nên cứ giấm dúi đưa tiền cho tôi để chi tiêu thoải mái. Lần này Trung bắt đầu thay đổi. Anh biết bế con để cho tôi nấu cơm, san sẻ việc nhà như giặt giũ, phơi quần áo. Khi con nhím tập ăn dặm, anh cho con ăn đỡ tôi. Anh vẫn tiết kiệm tiền ăn, nhưng so với trước đã cải thiện nhiều. Anh thậm chí đã xóa game, hứa rằng sẽ không chơi nữa. Quay lại với Trung, tôi bắt đầu trị tính keo kiệt của anh. Tôi mua gì cũng viết ra giấy hoặc nhắn tin để anh đi làm về mua. Tôi không ôm việc vào người nữa, để anh biết giá trị từng thứ. Trung vào siêu thị, mua sữa, bỉm, đồ ăn như cá hồi, thịt bò, thịt heo sạch, dầu ăn, gia vị. Ban đầu anh chưa tính giá nên nhặt nhiều. Tới lúc thanh toán nhìn hóa đơn, Trung giật mình: Sao hơn 6 triệu cơ, nhiều tiền quá vậy. Trung sợ nhân viên tính nhầm, ngồi xem lại bảng giá từng món. Anh thốt lên: Sao đắt vậy hả trời. Khi tôi đang bế con ngủ, thấy Trung xách một đống đồ về, mặt anh buồn rười rượi. Anh nhìn đống thịt cá rồi hỏi tôi: Đây, đồ của em đây, sao đắt thế? Mua nhiều vậy có ăn hết không? Tôi cười rồi nói: Anh biết phụ nữ chúng em ghét nhất là béo cơ mà. Chỗ thức ăn này á
để phục vụ bố con nhà anh thôi. Trung không nói gì, chỉ lặng lặng mang đồ ăn xuống tủ lạnh. Nhìn đồ tươi ngon, anh vẫn cảm thấy tiếc tiền. Từ khi quay trở lại với nhau, Trung đã biết đi chợ mua thức ăn hộ tôi. Trước đây, tôi mua gì anh cũng kêu tốn kém. Bây giờ chính anh đi mua, anh mới hiểu giá cả đắt đỏ như thế nào. Mỗi lần đi mua về, mặt anh lại ngây ra như mất của, nhìn mà không nhịn được cười. Một hôm, tôi rủ anh đi siêu thị mua đồ. Trung xách giỏ, còn tôi chọn đồ. Chưa thanh toán, mắt anh hào hứng lắm. Vừa đi sau tôi vừa nói, vợ, vợ cứ mua thoải mái đi, mua thịt bò nữa nhé, anh thèm thịt bò rồi ấy. Tôi đáp gọn một câu, vâng. Tôi nhặt 5 hộp thịt bò, còn anh lại nhặt thêm 5 hộp nữa, vừa nhặt vừa cười. Mua thêm đi vợ ơi, anh thèm ăn lắm ấy. Tôi thấy hơi lạ nhưng không nói gì, đến lúc thanh toán, nhìn giỏ đồ đầy ắp, Trung gãi đầu. Sao nhiều thế nhở? Tôi gật đầu, đúng là hơi nhiều thật đấy. Nhìn sắc mặt của Trung tái dần, tôi giả vờ. Ôi, tự dưng em đau đầu quá. Thôi em đi ra ngoài kia chờ anh nhé. Em ở đây lâu, em ngất mất. Thế em ngồi chờ ngoài kia đi. Chắc là trời nóng, lại cứ đứng lâu nữa, nên em thấy mệt phải không? Vâng, thế em đi ra ngoài kia chờ anh nhé. Tôi đi thẳng ra ngoài cổng siêu thị, tránh nhìn thấy ánh mắt tiếc tiền của chồng. Nhưng khi Trung xách đồ ra với khuôn mặt vui vẻ, tôi thấy yên tâm hơn. Anh đã thay đổi, không còn tính toán ích kỷ với vợ con như trước. Tôi tin rằng mình sẽ thay đổi được anh và vợ chồng sẽ sống vui vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Giám đốc mới của Trung là một người phụ nữ tên Hằng, hơn tôi 15 tuổi nhưng rất trẻ trung sành điệu. Chị vừa về Việt Nam quản lý công ty sau khi chồng qua đời vì tai nạn. Trước đây, chồng chị quản lý, còn chị và các con sống bên nước ngoài. Giờ chồng mất, chị về thay thế. Hằng nhanh chóng nổi tiếng vì sự gợi cảm và tính cách thoải mái. Chị rất ga lăng với nhân viên, nhất là với Trung, anh chàng quản lý chăm chỉ. Một hôm, Hằng vào phòng làm việc rồi nói, hết giờ làm, chị mời mọi người đi uống nước nhé. Mọi người vui mừng đồng ý, chỉ riêng Trung từ chối. Mọi người đi vui vẻ nhé, em phải về sớm ạ. Hằng ngạc nhiên, sao thế, đi uống một chút thôi mà. Con bé nhà em nó đang ốm, em về giúp vợ ạ. Cả phòng cười ồ lên, Hằng nói, đi một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Trung vẫn từ chối, dạ thôi, khi khác chị ạ. Hằng đặt tay lên vai của Trung xoa nhẹ, đi đi, không có cậu lắm vất vui đấy. Trung khó chịu, đẩy tay Hằng ra, đứng dậy đi ra ngoài, Hằng hậm hực, đồ khó tính. Anh Hoàn nổi tiếng lăng nhăng lại gần Hằng và nói, thôi chị, để em phục vụ chị. Hằng nhìn Hoàn từ đầu tới chân rồi lắc đầu, nhìn cậu gầy yếu thế này, phục vụ sao được. Hoàn khoe cơ bắp, chị cứ thử đi rồi biết, đừng có chê em gầy mà yếu. Hằng bật cười, được, để xem cậu được mấy phút. Cả phòng 10 người đàn ông đi uống nước với Hằng, chỉ có Trung từ chối. Xong việc anh về nhà ngay để giúp vợ chăm con ốm. Đối với Trung bây giờ, gia đình là điều quan trọng nhất. Ngày hôm sau, vừa đến văn phòng, Trung đã bị mấy anh bạn kéo lại hào hứng kể. Trung, hôm qua ông không đi với bọn này tiếc lắm đấy. Chị Hằng đúng là cực phẩm, nhìn trẻ trung và bốc lửa, không kém gì mấy cô gái trẻ nhá. Trung cười, vỗ vai một người bạn. Thôi, tôi từ bỏ rồi, các ông cứ vui vẻ đi, đừng có rủ tôi nữa. Người bạn ngạc nhiên, sao phải bỏ chứ, cứ hưởng thụ đi, đời sống ngắn ngủi mà. Trung lắc đầu, tôi muốn làm gương cho con, các ông chưa có con thì cứ thoải mái. Đang nói chuyện, Trung chợt hỏi, thế Hoàn đâu rồi? Một người đáp, ừ nhỉ, sáng nay vẫn chưa thấy mặt nó đâu. Trung hỏi tiếp, mày nghĩ sao, hôm qua nó uống nhiều quá à? Không, hôm qua nó tỉnh lắm. Sau khi tiệc tàn, nó đưa chị Hằng về cơ mà. Cả hội ồ lên, chắc nó ngủ quên ở nhà chị Hằng rồi. Trung nói, thôi, chuyện của người ta, mình không nên xen vào đâu, đi làm đi. Thế là cả hội giải tán. Đến trưa, Hoàn mới về đến công ty trong bộ dạng mệt mỏi. Trung hỏi Hoàn, Hoàn, mày làm sao thế, ốm à? Hoàn gật đầu, ừ, tao mệt. Trung hỏi, chắc hôm qua mày uống nhiều quá chứ gì?
tao, tao có uống mấy đâu. Đêm qua tao bị vắt kiệt sức luôn. Trung tò mò. Vắt kiệt sức á? Mày nói rõ ra xem nào. Hoàn thở dài. Tao đưa chị Hằng về, ở lại đó luôn. Giờ tao mới hiểu cái câu gừng càng già càng cay. Trung nháy mắt. Nhất chú rồi đấy, được chị đẹp nâng đỡ. Hoàn mếu máo. Thôi, tao xin mày đấy. Bà ấy hành hạ tao cả đêm, tao sợ xanh cả mắt đây này. Trung nửa đùa nửa thật. Mày cứ đùa chứ, chúng nó muốn được như mày mà còn chẳng được ấy. Hoàn chắp tay lạy Trung, vẻ mặt thật sự sợ hãi. Chị Hằng không hài lòng vì đêm qua không vui. Ngồi trong phòng làm việc, chị thở dài ngao ngán. Chán quá, chị đi ra ngoài, thấy Trung và mấy anh bạn đang bốc hàng vào xưởng. Trong số họ, Trung là có dáng người chuẩn nhất, thân hình sáu múi, khiến cho chị Hằng thích thú. Chị đi lại gần và nói: Mọi người bốc hàng có mệt không? Bốc xong, chúng ta sang quán nước bên kia, ngồi uống vài cốc nước cho mát nhé. Mọi người hoan hô chị Hằng tâm lý, nhưng mắt chị cứ dán vào người của Trung. Bốc hàng xong, mọi người đi cùng, chỉ có Trung vào phòng. Chị Hằng không thấy Trung, liền vào rồi gọi: Trung ơi, đi thôi, mọi người đang chờ em đấy. Trung đáp: Em không uống nước đâu chị. Uống gì cũng được cơ mà, ra ngồi cùng mọi người cho vui thôi. Em không đi đâu ạ. Chị Hằng làm bộ giận dỗi. Em mà không đi là chị giận em luôn đấy. Nào, đi một lát rồi về. Trung thấy chị Hằng nói nhiều quá, anh đành phải đi ra ngoài quán. Chị Hằng cứ nhìn thấy Trung không chớp mắt, khiến cho anh thấy ngại. Mặc áo vào, Trung ngồi quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của chị Hằng. Anh nghĩ bụng, nhìn gì mà nhìn nhiều thế không biết. Hằng thì vô cùng thích thú khi thấy Trung ngồi uống nước dừa bên cạnh đám bạn đang uống bia. Chị lẩm bẩm: Người gì mà vừa đẹp trai lại còn vừa đáng yêu như vậy cơ chứ. Ngồi một lúc, chị Hằng đứng dậy trả tiền. Khi đi qua chỗ Trung ngồi, chị giả vờ vẹo chân và ngã vào lòng anh. Trung lo lắng hỏi: Chị có sao không ạ? Chị Hằng hai tay chạm vào ngực rắn chắc của Trung, cười tủm tỉm, không trả lời. Trung hỏi thêm một lần nữa: Chị Hằng, chị có sao không ạ? Chị Hằng giật mình: May quá, có Trung nên chị không sao. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng, không có gì ạ. Chị Hằng mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trung. Ngày hôm sau, khi vào văn phòng, Trung thấy không khí có chút khác lạ. Mấy đồng nghiệp cười đùa rôm rả, nhưng anh không để tâm lắm. Sau đó, chị Hằng cứ ngồi lìa trong lòng của Trung không chịu đứng dậy. Trung mới đẩy nhẹ chị, nhưng chị Hằng loạng choạng suýt ngã. Mọi người thấy vậy liền đỡ chị dậy, lo lắng hỏi: Chị Hằng, chị không sao chứ ạ? Chị Hằng đứng thẳng lên, nhăn mặt vì đau chân do đi giày cao gót, nhưng thay vì nổi giận, chị cố gắng giữ bình tĩnh. À, chị không sao đâu. Trung thấy mình lỡ tay, ngại ngùng nói: Chị, em xin lỗi chị, em không cố ý đâu ạ, chỉ là em lỡ tay thôi ạ. Chị Hằng cười, cố tỏ ra không sao. Không có gì đâu, chị không sao mà. Chị Hằng xấu hổ nên đi về công ty trước. Chị vừa đi khỏi, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào hỏi Trung: Trung, sao mày phũ phàng thế? Suýt nữa thì chị ấy ngã đấy. Trung gãi đầu: Tao nói mấy lần rồi mà chị ấy cứ lì ra, không biết phải làm sao cả. Cả bọn cười ồ lên, ngạc nhiên trước thái độ của Trung. Người khác thì lo nịnh xếp, còn Trung thì lại phũ như vậy. Trong phòng làm việc, chị Hằng suy nghĩ vu vơ: Trung lạnh lùng thật đấy, đúng là mẫu người mình thích. Nhưng sao cậu ta không để ý đến mình nhở? Phải làm sao để cậu ta chú ý đây? Mấy ngày sau, chị Hằng bật đèn xanh, nhưng Trung vẫn thờ ơ, khiến chị ta rất khó chịu. Quyết tâm tiếp cận, chị tìm cách giữ Trung ở lại tăng ca thêm 2 tiếng để có cơ hội tiếp cận. 6 giờ tối, mọi người về hết, chỉ còn Trung đang làm việc. Chị Hằng bước vào, kéo cái váy trễ xuống để hở ngực. Chị dựa vào lưng của Trung rồi hỏi: Trung, em làm sắp xong chưa em? Dạ, em sắp xong rồi. Sao hôm nay chị về muộn thế ạ? À, chị ở lại làm nốt công việc. Lát mình đi ăn cái gì đi, chị đói quá. Trung lắc đầu: Thôi chị đi ăn đi ạ. Lát em về ăn cơm với vợ con. Kìa, đi cùng chị đi, lâu lâu đổi gió một chút, ăn ngoài không chán sao? Em thích ăn cơm vợ nấu nhất, đảm bảo vệ sinh ạ. Chị Hằng biết khó lay động được Trung, nhưng vẫn lì lợm.
Chị dựa hẳn vào người Trung, vòng tay ôm anh từ phía sau rồi khẽ nói: Trung, chị buồn quá. Trung mới bỏ tay chị ra, quay cười lại. Đúng lúc đó, Hằng ấn vào ngực Trung, ôm chầm lấy anh. Trung choáng váng, dùng hai tay đẩy mạnh để thoát ra. Chị tránh ra, em khó thở quá. Chị Hằng nài nỉ: Đi cùng chị đi mà. Trung đứng dậy đi ra ngoài. Chị Hằng vội kéo tay Trung lại, nhưng anh hất tay chị ra, lạnh lùng bước đi. Mặc dù biết Trung không thích mình, chị Hằng không muốn từ bỏ. Cái gì khó đạt được, chị lại càng muốn. Thua keo này, ta bày keo khác. Cứ đợi đấy, để xem cậu trốn tránh tôi được bao lâu. Chị Hằng nghĩ bụng. Chị Hằng trở về căn nhà vắng lặng. Hai đứa con của chị đang học ở nước ngoài. Chồng thì đã mất, bạn bè không ai gần đây. Chị cảm thấy cô đơn. Chị mở điện thoại lướt danh sách nhân viên. Hoàn yếu đuối không được. Chị gọi Chiến, cậu thanh niên làm cùng phòng với Trung. Tuy béo bụng nhưng cao giáo cũng tạm. Chiến, đến nhà chị bảo một chút chuyện nhé. Dạ vâng chị. Dạo này Trung ngoan ngoãn không ngờ. Hết giờ làm anh về nhà ngay. Tắm xong thì chơi với con. Xuân dạo này cũng hay về giúp đỡ tôi nấu nướng. Cuộc sống khá bình yên. Đó là ngày hôm nay, còn ngày mai thì chưa biết. Ngày hôm sau, Trung tới công ty làm việc nhưng không thấy Chiến đâu, anh gọi điện. Alo, Chiến à, hôm nay ông nghỉ hay sao? Tôi nghỉ hẳn rồi, chào các ông nhé, ở lại bảo trọng. Ơ, sao lại nghỉ hẳn? Có việc gì đột xuất à? Ừ, chuyện quan trọng lắm. Nói xong, Chiến tắt máy, Trung không hiểu tại sao Chiến lại bỏ đi đột xuất. Hỏi mọi người trong phòng, không ai biết lý do. Đến chiều, Trung gọi lại cho Chiến nhưng không ai nghe máy. Trung và Chiến chơi thân với nhau, không hiểu tại sao Chiến lại nghỉ đột xuất. Anh nghĩ bụng, hay là nhà Chiến có việc gì? Tối về, Trung ghé qua nhà Chiến, thấy cậu đang nằm truyền nước. Trung vội vào, chạy vào hỏi, ông bị ốm đấy à? Sao thế? Chiến lắc đầu, tôi hơi mệt thôi, có việc gì không? Tôi thăm ông thôi. Sao tự dưng nghỉ việc thế? Có chuyện gì à? Chiến ngại ngùng, không muốn nhắc lại chuyện tối qua. Trung ngồi động viên một lúc rồi về. Anh không biết rằng chị Hằng đã tiếp cận Chiến nhưng thất bại, khiến Chiến sợ hãi xin nghỉ việc luôn. Chị Hằng không nản, tìm cách tới nhà Trung. Ngày chủ nhật, nhưng vào siêu thị mua đồ, hỏi thăm địa chỉ nhà Trung. Được ngày nghỉ, Xuân bế con nhím sang nhà hàng xóm chơi. Bố mẹ chồng thì ở ngoài lán. Hai vợ chồng tôi thì nằm ôm nhau ngủ, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, Trung nhăn mặt. Ai bấm chuông thế không biết? Tôi đẩy chồng ra. Anh dậy xem ai đi, mau lên. Trung ra mở cửa, giật mình thấy chị Hằng hai tay xách đồ niềm nở. Trung, xách hộ chị với, nặng quá. Vâng, đồ gì mà nhiều thế hả chị? Thôi, vào nhà rồi nói. Chị Hằng đi thẳng vào nhà, nhà Trung dọn dẹp và sạch sẽ. Đẹp đẽ lắm. Trung cười, vợ em ở nhà nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tương. Chị Hằng gật đầu, vợ em đảm đang lắm nhở. Trung tự hào, vâng, vợ em vừa đẹp người lại đẹp nết chị ạ. Làm gì mà khen vợ dữ vậy? Đối với em, vợ em á lúc nào cũng là nhất ạ. Nghe tiếng nói chuyện, tôi xuống xem, ngạc nhiên hỏi, ơ, chị Hằng, chị mới tới chơi ạ? Chị Hằng nhẹ nhàng, em đấy à, con bé đâu rồi? Chị có mua ít quà cho cháu và hai đứa, em nhận cho chị vui lòng nhé. Nhìn đống đồ trên bàn, tôi nói, sao chị mua nhiều đồ thế à, em ngại quá. Hâm à, có đáng gì đâu, tầm 15 triệu thôi, em cứ nhận đi, tiền đối với chị không là vấn đề. Nghe cái giọng khoe khoang của chị Hằng, tôi buồn cười rồi đáp, con nhà em có đầy đủ đồ rồi, không thiếu thốn gì đâu chị ạ. Lần này chị mua đồ thì em xin, nhưng lần sau chị đừng mua nữa ạ. Em không dùng hết, lại bỏ đi uổng lắm. Chị mua sữa Nhật xịn cho bé đấy, ở đây chắc không bán sữa đó đâu nhở. Bán đầy ấy chị ạ, người ta đổ cả đống ấy chứ. Chị Hằng tức lắm, con nói câu nào tôi đáp trả câu đấy. Chị tưởng nhiều tiền mà được phép coi thường người khác đấy à? Trung thấy tôi và chị Hằng cứ nói qua nói lại, nhưng không tham gia, anh sang hàng xóm gọi Xuân về, giúp tôi đối phó với chị Hằng. Xuân vốn thẳng thắn, lôi Trung ra ngoài rồi hỏi, này, có chuyện gì mà sếp anh tới tận đây thế? Lại mua bao nhiêu đồ cho con bé?
anh mau khai thật ra đi. Trung gãi đầu nhăn mặt. Anh đâu biết, đang ngủ ngon thì chị ta đến, phiền phức thật đấy. Xuân lườm anh trai. Chồng chị ta mất rồi phải không? Giờ chắc rửng mỡ nên mới la liếm chồng người khác chứ gì. Nhìn chị ta lăng nhăng thế cơ mà. Đến nhà người ta chơi mà mặc cái váy hai dây khoe ngực, đúng là chẳng ra cái gì. Không phải đâu em, chị là tới chơi bình thường thôi mà. Xuân trợn mắt. Em nói cho anh biết nhé, anh mà vớ vẩn với chị ta thì chết với em đấy. Chị thương và em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Trung cau mày. Xin lỗi, anh không phải là người lăng nhăng nhé. Chị ta có cho em thì em cũng chẳng thèm đâu. Em cảnh cáo trước rồi đấy, cẩn thận, không còn răng mà húp cháo đâu. Xuân bĩu môi rồi đi vào nhà. Trung bế con bé nựng nó. Mọi người chẳng tin bố gì cả, con gái của bố thì phải tin bố đấy nhá. Còn Nhím mới gần tầm 6 tháng không hiểu gì, chỉ thấy bố nói chuyện thì cười toe toét. Chị Hằng lì thật, ngồi chơi suốt 3 tiếng đồng hồ không chịu về. Xuân nấu cơm xong gọi mọi người xuống ăn, chị Hằng cũng không thèm về. Tôi mới nói, chị Hằng xuống ăn cơm cùng gia đình em nhé. Ừ, chị cũng đói rồi. Xuân không thích chị Hằng cứ lườm nguýt, tôi phải nháy mắt cho Xuân để Xuân bình thường trở lại. Dù sao chị Hằng cũng là sếp của chồng tôi. Ngồi ăn cơm, Trung ngồi giữa, tôi và Xuân, còn chị Hằng thì ngồi đối diện. Hôm nay Xuân nấu thịt gà luộc, chị Hằng cắt miếng ngon vào bát của Trung rồi vào bát mình. Trung, ăn đi, chị nghe em nói là em thích ăn thịt gà à? Trung cười nhạt. Vâng, cảm ơn chị. Chị Hằng cố gắng thân mật, nhưng không biết rằng Trung và cả gia đình đều cảm thấy khó chịu. Xuân bĩu môi nhìn chị Hằng, nhưng vẫn cố gắng giữ phép lịch sự. Mọi người ăn cơm trong không khí căng thẳng, không ai nói gì nhiều. Chị Hằng thấy vậy, gắp thêm thức ăn cho Trung và nói. Trung, ăn nhiều vào nhớ, lấy sức mà làm việc. Sắp tới công ty có nhiều việc lắm đấy. Chị Hằng nói với Trung. Xuân liền chen vào. Ôi, chị không cần lo cho anh Trung đâu, anh ấy có vợ lo rồi chị ạ. Đúng lúc đó con Nhím nó khóc, tôi vội đứng dậy bế con, thì Trung liền bảo. Em cứ ăn đi, để anh ra bế cho. Ngay lập tức chị Hằng kéo tay Trung lại. Thôi, em ngồi xuống ăn đi, con cái là việc của phụ nữ. Em đã vất vả đi làm kiếm tiền rồi, về nhà lại bế con nữa thì mệt lắm. Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng ra bế con. Xuân tức giận đập tay xuống bàn. Chị nói vậy là không đúng, đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Không có chuyện ai chỉ kiếm tiền mà không giúp đỡ việc nhà nhé. Chị Hằng bình thản đáp. Trung đi làm vất vả lắm, vợ phải lo việc nhà chứ. Có mỗi việc ở nhà cơm nước, chăm con mà cũng cần phải chồng giúp là sao? Trung liền can ngăn. Thôi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Xuân không nhượng bộ. Chị nói nghe thật vô lý đấy, vợ chồng thì phải san sẻ cho nhau, đó mới hạnh phúc chứ. Chị Hằng tiếp tục. Một người đi làm, nuôi cả nhà, vất vả lắm đấy, không đơn giản đâu. Người ở nhà thì phải biết điều một chút. Xuân nhếch mép cười. Thế chị khi ở nhà sinh con, chị cũng làm như chị nói à? Chị Hằng đáp. Đúng, chị ngoan lắm, chị nghe lời chồng lắm. Xuân bật cười. Thế thì chị đã tự biến mình thành ô xin của chồng rồi đấy. Bây giờ người ta sống bình đẳng lắm. Vợ chồng cùng làm, cùng chăm sóc con cái, đó mới là hạnh phúc đấy. Nghe Xuân nói tôi mắt lòng mắt dạ. Nếu Xuân không có ở nhà, chắc đôi đã trở thành trò cười cho chị Hằng. Bị Xuân nói thẳng, chị Hằng ngại ngùng ngồi im ăn cơm. Trung ăn xong đứng dậy bế con cho tôi và nói. Em vào ăn cơm đi, để đấy anh bế con cho. Vâng, thế anh bế con giúp em một lúc nhé. Tôi ra bàn ngồi ăn cơm, nhìn ánh mắt của Xuân biết là nó đang tức giận. Chị Hằng ăn xong đứng dậy ra phòng khách ngồi chơi. Xuân nhìn chị Hằng nằm dài trên ghế, váy hở hang, không kiềm chế được rồi nói thẳng. Bà chị ơi, ngồi dậy hộ em cái, nhà có đàn ông mà chị nằm cái kiểu đó là không được đâu. Chị Hằng vẫn nằm ở đó rồi nói. Chị mỏi lưng quá, nằm nhờ một chút thôi mà. Xuân không nhượng bộ. Chị mỏi lưng thì vào phòng em mà nằm ấy, kín đáo. Đây là phòng khách, người ta thấy chị nằm thế này á, không hay ho gì đâu. Chị Hằng hỏi lại. Nghĩ gì mà không hay? Xuân đáp. Người ta thấy chị mặc váy hở hang thế này
lại tưởng chị là loại phụ nữ không đứng đắn đấy ạ. Chị Hằng giận dữ. Em nói thế mà nghe được sao? Ai là loại phụ nữ không đứng đắn hả? Xuân thẳng thừng. À, em không nói chị, nhưng nhìn cái cách chị ăn mặc ấy thì giống... Người lịch sự không ai nằm như vậy đâu chị ạ. Bị nói thẳng mặt, Hằng ngồi dậy. Sao lại căng thẳng như vậy chứ? Cùng là phụ nữ, sao lại soi mói nhau từng tí thế? Ở phương Tây á, người ta sống thoải mái, tự do lắm. Xuân cười khẩy. Thế chị sang bên Tây mà sống, đây là Việt Nam, đặc biệt là nhà em, không có thói đó đâu ạ. Xuân tiếp tục. Chị đã 40 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa, nên có ý tứ một chút đi ạ. Chị Hằng giận tím mặt, đứng dậy rồi nói. Trung, chị về đây. Trung vẫy tay. Vâng, chị đi cẩn thận nhé ạ. Chị Hằng đi qua tôi và Xuân, mặt cứ hầm hầm như muốn đánh nhau. Xuân vênh mặt đầy thách thức, nhưng chị Hằng lại sợ không dám nói gì. Chị lẩm bẩm, đồ điên, không ai nói chuyện với nó mà nó cứ xía vào. Một hôm, Xuân đến công ty để gặp anh trai của mình. Xuân bắt đầu quay sang hất tay anh trai ra. Em thô, nhưng mà thật, trong công ty cũng đang đồn không hay với anh rồi đấy. Anh đừng có đi xa quá, kẻo không quay đầu lại được đâu. Em không tin anh trai em à? Anh nói rồi, anh không bao giờ làm như vậy. Xã hội bây giờ á, chả tin được ai hết, kể cả anh em ruột. Em mong anh đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Trung đẩy Xuân ra ngoài. Được rồi, anh biết rồi, em về đi. Xuân đáp. Em sẽ về, nhưng em muốn nói chuyện với chị Hằng một lát. Anh ra ngoài đi. Trung quay lại nhìn Hằng rồi hỏi. Ý chị thế nào? Chị Hằng vui vẻ gật đầu. Được chứ, em cứ đi ra ngoài đi, để chị và Xuân nói chuyện với nhau. Trung gật đầu rồi ra ngoài. Chị Hằng tươi cười nhìn Xuân và nói. Xuân, em muốn nói chuyện gì với chị? Hay bây giờ hai chị em mình đi ăn đi? Muốn ăn cái gì cứ nói với chị. Xuân nhếch mép cười. Không cần. Chị Hằng tiếp tục nịnh nọt. À, nghe Trung nói, tháng sau là sinh nhật của em đúng không? Lúc đó chị lại bận sang Mỹ thăm bọn trẻ rồi. Chị đừng có quan tâm đến sinh nhật của em. Chị Hằng mở ví, lấy ra một xấp tiền dày cộp đưa cho Xuân. Chị không biết em thích cái gì, nhưng em cứ cầm lấy tiền này mà mua gì thì mua. Đây là tấm lòng của chị, em nhận cho chị vui nhé. Xuân nhìn xấp tiền trên tay của chị Hằng, cười rồi hỏi. Thế chỗ này bao nhiêu vậy hả chị? Chị không nhớ chính xác, chắc khoảng 10 triệu thôi. Đối với chị, số tiền này chẳng là gì cả. Nếu em thích, chị có thể cho em nhiều thứ quan trọng hơn, đắt tiền hơn. Xuân hỏi thẳng. Chị mua chuộc em để làm cái gì? Em có thể giúp gì cho chị bây giờ? Chị Hằng tưởng Xuân bị dụ dỗ, ngồi xuống ghế, vắt chân lên rồi vênh mặt nói. Mọi chuyện đơn giản lắm em ạ. Chị nói thẳng luôn nhé, chị thích anh trai của em. Nếu em giúp chị để Thương và anh trai em ly hôn, chị sẽ cho em rất nhiều tiền. Không chỉ vậy, khi anh trai em lấy chị, công việc của anh ấy sẽ thuận lợi hơn. Anh ấy sẽ làm giám đốc công ty, có xe ô tô, có mọi thứ. Em hiểu ý chị muốn nói không? Xuân đã nghe Thương kể trước đó nên không lấy làm lạ, nhếch mép cười. Thế chị nghĩ số tiền này có thể mua được em à? Em chê ít à? Chị đưa thêm cho em đây này, em cứ cho chị một cái giá đi. Xuân bật cười. Rất tiếc, em lại không mê tiền. Thế em mê cái gì chứ? Cứ nói đi, chị đáp ứng hết. Xuân nghiêm mặt. Chị thích anh trai em như vậy đấy à? Anh ấy đã có vợ con rồi cơ mà. Chị Hằng cười. Vô tư, vì anh trai của em á đặc biệt lắm. Cái gì càng khó ăn, chị lại càng muốn ăn bằng được. Thế nào, giờ chị em mình thỏa thuận nhé. Xuân vẫn thấy chị Hằng lại gần rồi nói. Lại đây, em nói thầm cho. Chị Hằng hí hửng ghé sát tai. Chị đây, em cứ nói đi. Xuân thì thầm. Chị tuổi gì mà lấy anh trai của em? Bớt ảo tưởng đi, chị già rồi đấy. Chị Hằng giận tím cả mặt. Em dám coi thường chị đấy hả? Xuân ném xấp tiền vào mặt chị Hằng, lạnh lùng nói. Có những thứ không thể mua được bằng tiền đâu. Ví dụ như chuyện này, chị bớt ảo tưởng đi. Khéo lúc ăn đòn lại bảo sao em không nói trước. Chị Hằng tức giận quát. Mày đe dọa tao đấy hả con danh kia? Mày láo toét vừa thôi. Xuân thách thức.
Sao nào, chị muốn gây sự hay đánh tôi? Đánh đi, đánh thử xem. Trung ở ngoài nghe thấy to tiếng, vội vào hỏi. Xuân, có chuyện gì thế hả em? Xuân đáp ngay. Chị ta mua chuộc em không được, giờ định quay ra đánh em đấy. Anh thấy rõ bộ mặt thật của chị ta chưa? Trung quay sang nhìn chị Hằng lừa mắt. Chị vừa phải thôi nhá, rõ ràng như vậy rồi mà chị còn cố tình mua chuộc em gái em nữa là sao? Hay chị muốn em chửi thẳng vào mặt chị? Chị Hằng ngơ ngác. Ờ, Trung ơi, Trung hiểu lầm rồi. Chị không có ý đó đâu. Xuân đổ vạ cho chị đấy. Xuân lấy điện thoại ra. Em biết ngay mà, nên em ghi âm lại rồi, để em mở cho anh nghe. Trung tức sôi máu. Không cần đâu, anh biết thừa rồi. Xuân, em cứ đi về đi, để chị ta lại, anh giải quyết. Xuân gật đầu rồi về. Trước khi đi, Trung nói thẳng. Chị Hằng, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em xin lỗi, thứ em cần là vợ con của em. Gia đình em là quan trọng nhất. Em sẽ không bao giờ mang vợ con ra để đánh đổi đâu. Chị đi tìm người khác đi. Tiện thể, em muốn làm đơn xin nghỉ việc luôn. Mong chị hiểu và thông cảm cho em. Chị Hằng giãy nảy lên. Không, Trung, Trung đừng nghỉ việc. Chị xin em đấy. Trung lắc đầu. Em quyết định rồi, mong chị hiểu cho em. Chị Hằng bật khóc nức nở, níu tay Trung. Đừng mà, chị không đồng ý đâu. Em nói gì chị cũng nghe, nhưng em đừng nghỉ việc được không? Trung gạt tay chị Hằng ra, nhưng chị lại lao vào, khiến anh vô cùng khó xử. Đúng lúc đó, mọi người trong phòng làm việc đi vào, thấy cảnh chị Hằng ngồi bệt dưới đất ôm chân Trung, ai cũng ngạc nhiên nhìn. Chị Hằng khóc thút thít, còn Trung thì lại ngại quá, không biết làm sao. Mọi người hỏi chuyện, Trung đành kéo chị Hằng ra rồi nói. Chị đứng dậy đi, mọi người đang nhìn đấy. Chị Hằng khóc thút thít. Chị cứ ngồi đi, kệ mọi người. Sao chị cố chấp thế? Chị đứng dậy mau. Nhưng Trung phải hứa với chị là không xin nghỉ việc nữa, chị mới đứng lên đấy, không thì chị kệ. Chị cứ đứng lên đi, rồi em tính tiếp. Đứng lên, không người ta lại nói em bắt nạt chị. Nghe vậy Hằng liền đứng dậy, lau nước mắt rồi cười. Rồi đấy, đừng có nuốt lời nhé. Thôi, mọi người làm việc đi, chị về phòng đây. Một tuần sau, chị Hằng không hề đến phòng của Trung nữa, vì sợ anh sẽ nghỉ việc thật. Trung cũng yên tâm phần nào. Nhưng không ngờ rằng chị Hằng đang có một kế hoạch khác. Buổi tối ngồi ăn cơm, Xuân hỏi Trung. Anh xin nghỉ việc chưa? Trung ngập ngừng. Anh chưa, phải chờ một thời gian nữa, vì dạo này anh đang dở việc. Sau khi hoàn thiện, anh sẽ làm đơn nghỉ luôn. Xuân lườm anh. Anh phải chắc chắn đấy nhá, bây giờ thiếu gì công ty? Tôi cắt ngang câu chuyện của hai anh em. Thôi, hai người ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Trung gật đầu ngồi ăn, còn Xuân thì vừa ăn vừa để ý xem Trung có thái độ gì khác lạ không. Sau bữa tối, Trung bế con Nhím lên nhà, Xuân hỏi tôi. Này chị, anh Trung cứ lạ lạ thế nào ấy, chị có thấy anh ấy khác không? Tôi gạt đi luôn. Không có gì đâu em, đừng có nghĩ xấu về anh ấy như thế. Ở công ty áp lực rồi, về nhà lại thêm áp lực nữa, thì anh ấy chịu sao nổi hả em? Nhưng mà cái con mụ ấy nó trơ trẽn lắm đấy, nó muốn cướp anh Trung đấy, không đùa được đâu. Tôi thở dài. Cứ kệ đi em, nếu anh Trung là người như vậy thì dù mình có cố gắng thế nào cũng không giữ được anh ấy đâu, chỉ bằng cứ mặc kệ thôi. Xuân vùng vằng. Chị kệ thì cứ kệ, nhưng em thì không đấy, em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu. Tôi cũng mệt mỏi lắm, nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng phải nói đi nói lại với Trung à? Gia đình là chỗ dựa duy nhất của mình, làm sao tôi có thể gây khó dễ cho anh ấy được. Thế nên tôi chọn cách im lặng. Mấy ngày sau, chị Hằng bắt đầu triển khai kế hoạch mới. Chị kê khai tài sản công khai cho mọi người biết, than thở trên Zalo và kết bạn với Trung. Chị than rằng, chị cô đơn quá, chị muốn có người san sẻ công việc và cần một người quản lý công ty giúp mình ngay lúc này. Chị cảm thấy mệt mỏi rồi, không muốn bon chen với đời nữa. Rất nhiều nhân viên nam trong công ty vào xem và ứng tuyển, nhưng không ai lọt vào mắt của chị, bởi vì mục đích của chị Hằng là Trung. Tháng này, nhà tôi lại sửa cổng, tốn thêm một khoản kha khá. Trung lấy lương 40 triệu, đưa cho tôi trả tiền công thợ hết. Nhìn ví tiền trống rỗng, Trung buồn rầu. Nghe bố mẹ nói, tháng sau sửa lại cổng, Trung càng buồn hơn.
Tự dưng nghĩ đến số tài khoản của chị Hằng, Trung thở dài mệt mỏi. Thằng bạn gọi đi uống bia, Trung thay quần áo, phóng xe đi. Trung và bạn uống tới 11 giờ mới về. Lúc ra lấy xe, bạn Trung loạng choạng. Ông say rồi đấy, có tự về được không? Hay để tôi đưa về? Trung say lắm rồi nhưng vẫn lắc đầu. Tôi không sao hết, ông cứ về đi, tôi còn lâu mới say. Thế kệ ông đấy, tôi về trước, ông đi cẩn thận nhé. Trung lái xe loạng choạng, men trong người làm anh không biết trời đất. Điện thoại trong túi quần rung lên, Trung tạt vào vỉa hè, mở điện thoại ra nghe. Trung à, là Hằng đây, Hằng buồn quá, Trung đến với Hằng đi. Là chị đấy hả? Em nói rõ rồi cơ mà, sao chị cố chấp thế hả? Em tắt máy đây. Trung ơi, đừng mà, chị xin em đấy. Trung gắt lên, mệt với chị quá. Chị biết em giận chị lắm, nhưng bây giờ chị nghĩ thông rồi, chị sẽ không như vậy nữa đâu. Ngày mai chị về Mỹ, chưa biết khi nào mới quay trở lại. Chị muốn gặp lại em lần cuối, từ mai sẽ không gặp nhau nữa. Trung thở dài, mai chị về Mỹ à? Thế chị đang ở đâu? Chị đang ngồi uống rượu ở nhà, em tới đây một tí có được không? Thế được rồi, em qua ngay. Khi đến nơi, chị Hằng chạy ra đón tiếp. Trung đến rồi đấy à, mau vào nhà đi em. Vâng, ngồi xuống ghế đi, em uống với chị một ly rượu nhé. Chị Hằng rót rượu rồi đưa cho Trung. Nào, mình cạn ly, chúc hai chị em mình thành công và hạnh phúc. Em cũng chúc chị thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn em. Trung uống hết ly rượu, chị Hằng lại rót tiếp và đưa cho Trung. Trung hoa mắt vì rượu và bia đầy bụng, buồn đi vệ sinh. Em vào nhà vệ sinh một chút nhé. Ừ, em cứ đi đi. Trung vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó, chị Hằng cố tình sắp xếp kế hoạch để Trung không thể dễ dàng rời đi. Trung vừa vào nhà vệ sinh thì điện thoại của anh vang lên. Chị Hằng nhìn thấy tên của Thương, liền cầm điện thoại tắt nguồn luôn, rồi ném cái điện thoại ra một góc, nhếch mép cười. Trung đến đây rồi, anh ấy không về được đâu. Trung lảo đảo bước ra, Hằng lập tức ôm chặt lấy anh và hôn anh. Vì say quá nên Trung không còn phân biệt được ai và không thể tách Hằng ra được. Thấy Trung không phản kháng, kéo anh vào phòng ngủ. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng mà chưa thấy chồng về. Tôi lo lắng xuống nhà gọi Xuân. Xuân ơi, em ngủ chưa? Xuân đi ra rồi hỏi tôi. Anh Trung chưa về hả chị? Chưa em ạ, chị lo quá. Mà gọi thì toàn thuê bao thôi. Lão này đi đâu không biết nữa. Thôi, chị lên nhà với con Nhím đi. Để đấy, em gọi cho mấy ông bạn của lão, xem có ngủ ở bên đó không. Xuân gọi cho bạn của Trung thì họ nói rằng Trung đã về nhà rồi cơ mà, giờ vẫn chưa thấy đâu. Xuân càng lo lắng, đi ra đi vào rồi chợt nghĩ tới chị Hằng. Chẳng lẽ Trung tới nhà của chị ta sao? Nóng ruột quá, Xuân không thể ngồi yên, mở cửa dắt xe ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi gọi chạy theo. Xuân ơi, em đi đâu thế? Muộn lắm rồi mà. Xuân sợ tôi lo lắng rồi nói dối. Chị ở nhà trông con Nhím nhé. Em sang nhà anh Trường đón anh Trung về. Khổ quá, hai ông ngồi uống bia với nhau say khướt ra. Ông Trung không về nổi đâu chị ạ. Chị lên với con Nhím đi. Tôi gật đầu. Ừ thế à, thế em đi cẩn thận đấy. Vâng, chị cứ lên nhà đi, em đi một lát rồi về. Xuân phóng xe đi thẳng tới nhà của chị Hằng. Chị Hằng đang ấm ức, khóc lóc đạp vào người Trung vì anh không đạt được như kỳ vọng của chị. Đến nơi, Thương nhìn vào trong thấy xe của Trung liền lồng lộn lên. Khốn nạn, các người biết tay tôi, cái lũ mèo mả gà đồng khốn kiếp. Thấy cửa khóa, Xuân leo qua tường rồi nhảy xuống sân nhà chị Hằng, bước chân nhẹ nhàng tránh bị phát hiện. Đến chỗ cửa, nghe thấy tiếng khóc, Thương giật mình lẩm bẩm. Ủa? Sao lại có ai khóc trong nhà thế nhỉ? Hay là mụ ta lại hại anh trai của mình rồi khóc? Không thể nhẫn nhịn được nữa, Thương lao vào đạp cửa rầm rầm rồi hét lên. Mở cửa ra, cảnh sát đây, mở cửa đi. Chị Hằng nghe thấy tiếng đạp cửa và tiếng của Xuân thì sợ quá, cuống cuồng lấy cái khăn cuốn vào người, chui tọt vào trong nhà tắm trốn. Xuân đạp cửa rầm rầm, cánh cửa bật ra, chạy vào nhà thấy anh trai nằm lù lù trên sàn. Anh Trung, dậy ngay đi. Trung vẫn nằm im không nhúc nhích, Xuân liền tát vào mặt mấy phát, nhưng Trung vẫn không tỉnh. Khốn kiếp, mai ông tỉnh dậy, ông chết với tôi. Rồi Xuân nhìn quanh cất giọng.
Chị Hằng đâu rồi? Chị không mau ra đây đi. Chị nghĩ chị trốn được em à? Chị Hằng ngồi im trong nhà tắm không nhúc nhích. Xuân nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, tiến lại gần, bật đèn sáng trưng và quát. Ra đây, bà chị già kia. Chị Hằng run lẩy bẩy đi ra, lắp bắp nói. Xuân đấy à? Xuân nhếch mép cười. Chị có 5 phút để nói, bắt đầu. Chị Hằng gượng cười, cố xoa dịu mọi chuyện. Xuân à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chị và anh trai của em đang bàn công việc thôi. Bàn công việc mà chị lại không mặc quần áo thế à? Chị Hằng vẫn cố gắng giải thích. Chuyện công việc mà em, công ty đang có tí việc quan trọng. Xuân nghiến răng rồi quát. Công việc ở trên giường hả chị? Cái con già khốn kiếp này. Chị Hằng thấy Xuân giận dữ, gắt lên để lấn át. Này, em ăn nói cho tử tế nhá. Em gọi ai là con già thế? Láo tuét vừa thôi. Xuân túm tóc chị Hằng rồi quát lên. Cái con già này, mày dám ve vãn anh trai của tao à? Tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi đấy. Mày dám cãi tao có đúng không? Bây giờ mày có lên giọng quát tao nữa chứ gì? Mày giỏi quá rồi đấy. Chị Hằng cố đẩy tay của Xuân ra, nhưng Xuân đang lên cơn điên nên chị không làm được gì. Chị la hét. Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Tao làm gì được anh trai mày đâu. Xuân cố lôi cổ chị Hằng rồi quát. Chúng mày chưa làm gì mà đã cởi chuồng thế hả? Cái con già này, hôm nay mày chết với tao. Xuân ấn đầu chị Hằng úp mặt vào bồn cầu, dẫm lên chân của chị, đè lên cổ, cầm cái vòi xịt nước từ đầu xuống chân chị Hằng. Chị Hằng kêu lên ọc ọc, cố ngóc đầu lên nhưng thương lại dẫm mạnh, đầu chị Hằng cắm xuống bồn cầu. Chị Hằng giãy giụa, không thể thoát khỏi tay của Xuân. Xuân nhìn thấy lọ nước cọ toilet, mở nắp bồn cầu rồi đổ thẳng vào đầu của chị Hằng, rồi lấy chổi cọ chà chà vào đầu chị, vừa chà vừa nói. Người mày dơ bẩn quá đấy, tao cọ cho mày sạch sẽ nhé. Cái con già khốn kiếp kia, để tao xem lần sau mày còn dám dụ dỗ anh trai của tao nữa không hả? Chị Hằng giãy giụa kêu cứu. Có ai không cứu tôi với? Xuân cầm cái chổi cọ vụt vào mông của chị Hằng liên tiếp, vừa vụt vừa chửi. Kêu to nữa lên, kêu bé thế, không ai nghe thấy đâu, kêu to lên. Nửa đêm rồi, nhà chị Hằng lại xây tường cách âm, nên dù chị có gào khản cổ cũng không ai nghe thấy. Ngay tại đó, Trung nằm ngủ, há cả mồm cũng không nghe thấy gì. Chị Hằng bị Xuân dạy cho một trận tơi tả, mông của chị chẳng chịn vết đỏ do Xuân cầm chổi vụt, đầu tóc bết đầy bọt nước rửa toilet. Mãi sau, chị Hằng mới quỳ xuống xin Xuân, Xuân mới tha. Xuân liền thả một chậu nước lạnh bê ra, đổ thẳng vào mặt ông Trung. Nước sộc vào mũi, vào mồm, làm cho Trung giật bắn mình, ho sặc sụa, ngồi dậy ngơ ngác. Ờ, có chuyện gì xảy ra vậy? Xuân trợn mắt lên rồi quát. Anh trai, anh mở to mắt ra mà nhìn đi, đồ khốn nạn kia. Ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này anh đã tỉnh táo hơn rồi, anh mới ngớ người ra. Thôi, thôi chết rồi, chết mình rồi. Xuân trợn mắt rồi nói. Anh đi về nhà cùng em, nhanh, hay là anh muốn ăn đòn ở đây hả? Trung cuống cuồng lên. Không không, anh về ngay đây, em bớt nóng tính đi. Chị Hằng ở trong nhà vệ sinh, không dám thò mặt ra ngoài. Xuân thì đi trước, Trung lẽo đẽo đi theo sau. Lúc này, Xuân và Trung đi ra khỏi cổng. Chị Hằng mới đi ra và khóa chặt cửa lại. Quá kinh khủng với chị ta, chưa bao giờ chị bị như vậy cả. Đây là một bài học nhớ đời của chị ta. Tôi không ngủ được nên ngồi đợi cửa để chờ Xuân và Trung về. Xuân vừa gọi cho tôi nói là đang về rồi. Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng vì quá giấc nên tôi không ngủ được nữa. Nghe tiếng xe về, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Xuân xuống xe lừ mắt nhìn Trung rồi quát. Vào nhà đi. Trung mặt tái mét cứ lấm lét nhìn tôi. Thấy tôi nhìn ra, anh vội nép sau lưng của Xuân. Xuân bực quá, quay lại đạp cho Trung một phát, khiến Trung ngã đập mặt xuống đất. Nó đạp thêm một phát nữa vào lưng của Trung rồi chửi. Anh dọn quần áo rồi biến đi. Thấy Xuân đạp Trung ngã sấp mặt như thế, tôi mới chạy lại đỡ chồng. Tôi nhìn Xuân khó chịu. Xuân, em làm sao thế? Sao lại đánh anh ấy thế hả? Nó giơ tay định đánh Trung tiếp, tôi giằng tay nó rồi nói. Này, em có nghe chị nói không thế? Có chuyện gì mà em lại xử sự như vậy hả em? Nó lườm tôi rồi nói. Chị đi mà hỏi chồng chị ấy. Chị cứ như vậy bảo sao anh ấy không coi chị ra cái gì? Nào, cứng rắn lên chị,
tát vào mặt anh ấy vài cái đi. Em phải nói là chuyện gì thì chị mới biết được chứ. Bây giờ em bảo tự dưng chị đánh chồng của chị không làm được đâu. Trung vội vàng nói. Em đừng nói nữa Xuân, tất cả là do anh sai mà. Đi vào nhà đi, anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe. Vừa vào trong nhà, tôi và Xuân ngồi xuống ghế thì Trung đứng mặt cúi gằm xuống, mồm thì lý nhí. Xuân quát. Nói to lên, sao mồm cứ lý nhí thế hả? Nói to cái mồm lên. Rồi Trung kể tất cả mọi chuyện ra. Tôi nghe mà sốc, im lặng, cố giữ bình tĩnh, không nổi điên lên. Xuân bĩu môi. Chưa làm gì, thế mà anh và con đó không mặc đồ à? Anh khai thật đi. Trung cứ thể lên thể xuống. Anh nói thật mà, riêng chuyện này thì anh có thể chắc chắn vì có chị Thương của em làm chứng mà. Cứ lần nào anh uống rượu vào là anh nằm ngủ như chết, anh có biết gì đâu. Không tin, em cứ hỏi Thương mà xem. Anh im cái mồm đi, anh mà còn cãi nữa là tôi đập chết anh đấy. Đúng là mỗi lần Trung say thì Trung nằm không hề động đậy luôn. Chuyện này có thể tin được, nhưng tôi ấm ức là tại sao chị Hằng lại gọi cho anh ấy mà anh ấy lại tới ngay như vậy. Tôi khóc vì cảm thấy thất vọng. Anh tiếc chị ta phải không? Thế sao không ly hôn với em mà đến với chị ta đi? Trung lắc đầu rồi ôm lấy chân của tôi. Anh xin em đấy, đúng thật là có lúc anh cảm thấy hơi tiếc, nhưng mà vợ con đối với anh còn quan trọng hơn cả những thứ đó. Anh sai rồi, anh xin em cho anh một cơ hội có được không hả em? Tôi thở dài mệt mỏi. Em không có gì để nói với anh nữa rồi, có lẽ chúng ta nên xem lại cuộc hôn nhân này đi. Xuân vỗ tay hoan hô. Đúng rồi, chị phải mạnh mẽ lên. Cái lão này á, phải dạy cho lão một bài học nhớ đời, lão mới trưởng thành được. Chị em mình á, cứ tống cổ lão ra khỏi nhà, cho lão được tự do, lão muốn làm ăn gì thì mặc xác hắn. Tôi thở dài. Ừ, em muốn làm gì thì em cứ làm đi. Chị lên phòng đi ngủ đây, cảm thấy hơi mệt rồi. Được, chị cứ lên phòng ngủ đi, để lão đấy cho em xử cho. Tôi gật đầu bỏ lên phòng, Trung vội chạy theo tôi, nhưng mà bị Xuân ngăn lại. Anh đứng lại đi. Trung xuống nước xin Xuân. Anh xin em đấy, em làm ơn giúp anh đi mà. Bây giờ Thương giận anh rồi đây này, anh biết phải làm thế nào đây? Xuân bĩu môi. Cho anh chết, chính mồm anh đã nói với chị Thương là anh tiếc con đó còn gì. Giờ em để cho anh đi theo con già đó đấy. Anh cứ đi đi, em không giữ nữa đâu. Trung nhăn nhó. Chuyện này không đùa được đâu, em nói thế mà nghe được à? Anh là anh trai của em đấy. Xuân vênh cái mặt lên. Em không giúp cho anh đâu, anh không coi ai ra cái gì cả. Giúp anh để anh sống tốt hơn, chứ không phải là giúp anh để anh sống lỗi nhá. Anh có hiểu không hả? Nhưng anh chưa làm gì có lỗi với Thương cả, em phải tin anh chứ. Cứ cho là anh nói đúng đi, anh chưa làm gì, nhưng anh đã cho chị Hằng một cơ hội tiếp cận anh thì anh đã rất rất sai rồi đấy. Thế nên lần này không ai có thể giúp anh được đâu. Em nói xong rồi, giờ mời anh ra khỏi nhà đi. Trung tức lên rồi quát. Xuân, em đừng có cậy mình có tí võ mà động tay động chân với anh nhé. Em nên nhớ, ngày trước tiền em đi học võ là tiền của anh cho em đấy. Bây giờ em lại đùng đùng đánh anh trai của mình là sao thế hả? Thế ai là người có lỗi hả? Nếu anh không tới nhà chị ta, anh không cho chị ta cơ hội thì em đâu có đánh anh đâu. Anh nói cho đúng vào nhé. Thôi, không nói nữa, anh mau ra khỏi nhà cho em, mau lên. Nói rồi Xuân lôi Trung ra cửa. Trung bám chặt vào cánh cửa không đi, thì Xuân giơ chân đạp cho Trung văng ra, nó chốt cửa lại luôn. Trung cứ ở ngoài gọi cửa nhưng nó không nghe. Nó đi lên phòng rồi mở tủ quần áo, lấy quần áo của Trung rồi vất ra ngoài cửa sổ, ném quần áo xuống dưới đó. Đấy, quần áo của anh đấy, anh mau đi đi, càng xa càng tốt. Trung thỏ cổ nhìn lên thấy quần áo rơi tả tơi xuống đất, anh vơ gọn đống quần áo lại, đứng ở dưới gọi lên. Xuân ơi, Thương ơi, mở cửa cho anh đi, anh xin hai chị em đấy. Trung gọi cửa mãi không được, anh nằm ngủ luôn tại cổng. Tôi ngó xuống thấy vậy thì bảo. Xuân ơi, làm vậy có quá đáng với anh Trung quá không hả Xuân? Mọi người nhìn vào lại nói này nói kia đấy. Xuân lắc đầu rồi nói. Kệ đi chị ạ, bây giờ là lúc thử lòng của anh ấy, để xem anh ấy có thay đổi được không. Chị em mình mà mềm lòng á thì sau này
anh ấy lại tiếp tục làm như vậy nữa đó. Tôi thở dài. Ừ, vậy thì kệ đi, muốn làm cái gì thì em làm. Trời vừa sáng, Trung đã gọi cửa tiếp. Vì không muốn hàng xóm nghĩ linh tinh, Xuân mới ra mở cửa cho Trung vào nhà. Anh mừng quá, ôm vội đống quần áo đi vào nhà, định chạy lên nhà với vợ thì Xuân bảo. Anh đi đâu đấy? Anh lên cất quần áo mà. Nó chỉ tay xuống gian nhà kho rồi nói. Từ bây giờ, anh ngủ dưới nhà kho, vào đó mà dọn dẹp đi. Ơ, sao anh lại ngủ dưới nhà kho? Ở đó bẩn với nhiều muỗi lắm, làm sao mà anh ngủ được chứ? Nếu mà anh không thích ấy thì cứ ôm quần áo mà đi đi, không có ai giữ anh cả đâu. Trung đành ngậm ngùi ôm quần áo xuống phòng kho, rồi cầm chổi quét dọn lấy chỗ để tối ngủ. Anh tặc lưỡi rồi nói, thôi ở đây cũng được, còn hơn là bị tống cổ ra khỏi nhà. Xong việc, Trung thay quần áo rồi đi làm. Vừa tới công ty, mấy người cùng phòng ngạc nhiên hỏi, này có việc gì mà nghỉ đột xuất thế? Ơ, tôi có nghỉ đâu. Đây, tờ giấy quyết định nghỉ việc của cậu đấy, phòng nhân sự vừa gửi xuống đấy. Trung sững sờ nhìn tờ giấy rồi nói, tại sao lại đuổi việc mình luôn rồi cơ chứ? Trung liền cầm tờ giấy lên phòng giám đốc thì mọi người nói chị Hằng ốm phải nhập viện từ đêm qua. Họ còn thấy rất khó hiểu là chị Hằng nói mình bị ốm nhưng mặt mũi người ngợm bầm dập tả tơi như bị ai đánh vậy. Nhưng mọi người cứ hỏi thì nhị nhất quyết không nói. Vì bị mất điện thoại không thể liên lạc được với chị Hằng nên Trung đành phải tới bệnh viện tìm chị Hằng. Thấy Trung tới, chị Hằng quay mặt đi. Trung lại gần rồi hỏi, dạ chị có sao không ạ? Tôi không sao, chỉ gần chết thôi, cậu vừa lòng chưa? Em xin lỗi, tại em mà chị bị như vậy. Em xin lỗi chị, mà em nói với chị từ trước rồi mà, tại chị cứ cố chấp đấy chứ. Để bây giờ chị khổ mà em cũng khổ lây đây này. Chị Hằng lắc đầu. Xin lỗi quá muộn rồi, cậu đi đi. Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại cậu nữa đâu. Cứ cho là tôi sai đi. Em xin lỗi chị, em muốn ở lại làm việc. Em không muốn nghỉ việc giữa chừng như vậy đâu ạ. Chị bỏ qua cho em lần này đi chị. Công việc này đối với em rất quan trọng. Chẳng phải là hôm qua chị nói, từ bây giờ mình là bạn sao? Chị Hằng lắc đầu từ chối. Thôi đủ rồi, sau cái trận đòn nhớ đời của em gái cậu tối qua, tôi đã tỉnh ra rồi đấy. Nghĩ lại, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi lại thích dây dưa với đàn ông có vợ để rồi rước họa vào thân như thế này đây. Từ bé tới giờ, tôi chưa bao giờ bị đánh đập như thế đâu. Chị Hằng nói đúng quá, nên Trung không nói gì nữa. Anh lặng lẽ đi về và cầm tờ giấy quyết định thôi việc trên tay. Suốt 5 năm gắn bó với công ty, bây giờ nghỉ việc, anh cảm thấy hơi trống trải. Anh lại bắt đầu một công việc mới. Nhiều việc quá, bộ óc của anh bây giờ nổ tung hết cả lên. Chuyện gia đình, chuyện công việc, tất cả mọi thứ lúc này đang quay lưng lại với anh. Một tuần sau khi thất nghiệp, Trung không thò mặt đi đâu cả. Anh cứ ở nhà cả ngày vậy thôi. Anh ở nhà tranh thủ bế con với tôi. Anh còn tranh thủ cả việc nấu cơm, giặt giũ của tôi nữa. Anh làm hết và không thấy kêu ca phàn nàn gì cả. Trung trở thành một con người khác hoàn toàn. Anh khác tới mức tôi và Xuân còn cảm thấy sốc và không thể tin vào mắt của mình. Ngày trước, kể cả khi anh ở nhà nghỉ, anh cũng không bao giờ động tay vào việc nhà. Thế mà bây giờ, anh dọn dẹp nhà cửa, cơm nước khiến tôi và Xuân rất sốc. Phải mất một tuần hoang mang thì tôi và Xuân mới tin đó là sự thật. Tôi bảo Xuân, anh Trung xin lỗi chị và rất ăn năn hối lỗi rồi. Theo em, chị có tha thứ cho anh ấy lần này không? Xuân nói, tùy chị thôi, chị cứ làm theo con tim chị mách bảo ấy. Em không tham gia vào đâu, bởi em sợ không may sau này anh ấy lại dở chứng thì em áy náy với chị lắm. Chị tự quyết định đi nhá. Nhưng mà em hứa luôn, luôn luôn đứng về phía của chị và sau này cũng vậy. Tôi gật đầu. Cảm ơn em nhá. Chị cũng suy nghĩ nhiều mấy hôm nay rồi. Chị cảm thấy thời gian này Trung thay đổi nhiều rồi và chị cũng muốn cho anh ấy một cơ hội. Xuân liền trêu tôi, chắc chị thấy anh ấy nằm trong kho nhiều muỗi quá lại sót chứ gì. Em còn lạ gì cái tính của chị nữa. Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi nói, đâu có đâu. Thôi đi, tối qua em thấy chị xuống nhà kho và đứng đó nhìn trộm anh ấy cơ mà. Mà công nhận đấy là nhiều muỗi thật.
thấy lão đập mũi bộp bộp cả đêm luôn. Cuối cùng thì sau 2 tháng thử thách, tôi lại cho anh ấy một cơ hội nữa. Sau đó chồng tôi đến công ty của bạn trai Xuân làm. Như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, vì bây giờ có Xuân trông chừng anh ấy hộ tôi rồi. Dạo này anh ấy cũng bớt keo kiệt hơn một chút, đó là bản tính, nên tôi biết phải thay đổi anh ấy từ từ. Đôi khi vì con cái mà chúng ta phải chấp nhận sống chung với khó khăn, vì khó khăn đó chưa tới mức tệ quá, vẫn có thể chấp nhận được. Tôi quyết định mở lòng và cùng chung xây dựng lại niềm tin, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Một buổi chiều nọ, khi Trung về nhà, anh nhìn thấy tôi và Xuân đang cười đùa với các con. Anh bước vào, nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi tham gia cùng chúng tôi. Tôi nhận ra rằng chính những khoảnh khắc gia đình như thế này đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của sự tha thứ và cho đi.